Dạ vâng ạ, con xin kính chào cô ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Phật tử gia xứ những câu chuyện chuyển nghiệp thông qua mạng trực tuyến Zoom cùng cô Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa chùa Ba Vàng. Kính thưa quý vị và các bạn, khó có con luôn là một vấn đề nan giải đối với nhiều cặp vợ chồng, đặc biệt là khi người vợ hoặc người chồng mang trong mình căn bệnh khiến ảnh hưởng đến việc sinh con. Và đến với chương trình Phật tử xa xứ, những câu chuyện chuyển nghiệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện của chị Hoàng Thị Minh Phương, hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Pháp. Và sau đây thì xin mời chị hãy cùng chia sẻ câu chuyện của mình đến với cô và toàn thể đại chúng ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch cô cùng tất cả các đạo hữu. Con xin tự giới thiệu, con tên là Hoàng Thị Minh Phương, con năm nay 37 tuổi. Con hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Lyon, Cộng hòa Pháp. Hiện tại công việc của con là kỹ sư giao thông thành phố, đầy đủ nhân duyên. Thì con xin được chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp khó có con lần thứ hai của mình vì bệnh polyp tử cung nhờ sự nhiệm màu của Phật Pháp. Con sinh con đầu lòng vào năm 2014, đó là một bé trai và hiện tại thì bé cũng được gần 8 tuổi. Thì sau khi sinh con đầu lòng thì con thấy là nội tiết của con thì bắt đầu thay đổi, cùng với việc là sức bệnh có bệnh nền là suy giáp nên là sức khỏe của con nó không được tốt và thường xuyên là mệt mỏi và hụt hơi. Năm 2017 thì nhân một cái chuyến về nghỉ hè ở Việt Nam thì con có lên bệnh viện phụ sản Hà Nội để thăm khám. Thì bác sĩ có khám và kết luận là con bị polyp tử cung. Polyp tử cung tức là trong tử cung có những cái khối u có các kích thước khác nhau và nó làm ảnh hưởng, làm rối loạn cái chu kỳ hàng tháng của phụ nữ cũng như là làm cho các cái xuất huyết, băng huyết nó bất thường. Thì nếu mà không điều trị cái bệnh này thì sẽ cản trở cái việc thụ thai, khó có con. Sau khi thăm khám thì bác sĩ phụ sản thì có phẫu thuật để đốt bỏ cái polyp ở trong tử cung đấy. Thì, và có xét nghiệm tế bào nhưng mà thì tế bào là lành tính. Sau tuần phẫu thuật đấy thì con lại quay trở lại Pháp. Thì con có thấy là tiến triển bệnh thì hầu như là không có chuyển hóa mà nó còn nặng thêm. Hàng tháng là máu ra mất rất là nhiều máu, cảm giác là chỉ cần đứng lên ngồi xuống một cái là máu nó đã ọc ra và có thể ướt đẫm luôn rồi. Nó làm cho con rất là lo lắng, lúc nào cơ thể nó cũng mệt mỏi rồi, xong rồi đi làm hay là đi chơi là bất an và rất là tự ti. Đến cái ngày đến tháng là không còn tâm trạng để mà đi làm hay đi chơi, là chỉ có lo lắng là ôi cái nhà vệ sinh nó ở đâu để mà có thể kiểm tra được thôi. Đó, cái bệnh này nó không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần sinh hoạt hàng ngày, nó còn ảnh hưởng đến các cái sinh hoạt vợ chồng cũng như là cái kế hoạch sinh con của bọn con ấy. Vì cái tình trạng bệnh nó cũng nặng như thế thì con có đến bệnh viện chuyên khoa ở Pháp này thì con có thăm khám và điều trị. Thì vào năm 2019 thì bác sĩ khám thì kết luận là polyps nó lại mọc trở lại và bác sĩ cho phẫu thuật lần hai. Sau cái lần phẫu thuật này thì bác sĩ có trao đổi với con là cũng có cắt bỏ được polyp nhưng mà ở bề mặt cái niêm mạc tử cung thì nó có những cái dấu hiệu bất thường mà bác sĩ cũng không giải thích được tại sao. Thì bác sĩ lại kê thuốc cho uống điều trị để khống chế cái sự phát triển của polyp. Thì con cũng theo cái lời bác sĩ cũng uống thuốc các thứ và cũng có theo dõi định kỳ. Nhưng mà con cũng nhận thấy là sau cái lần phẫu thuật lần hai này thì bệnh nó cũng chuyển hóa rất là ít. Có tháng thì nó cũng có giảm, nhưng mà có tháng thì nó lại mất máu nhiều trở lại. Thì trong cái quá trình đấy thì con vẫn theo dõi, vẫn khám chữa định kỳ. Và đến tháng 5 năm 2020 thì đến cái khám định kỳ thì bác sĩ kết luận là polyp nó lại phát triển trở lại rồi. Và nó mọc dưới cái dạng là những cái hạt nhỏ li ti trên cái bề mặt tử cung ấy. Thì bác sĩ lại chỉ định cho phẫu thuật lần 3 là cũng có cắt bỏ polyp. Cái lúc này sau khi phẫu thuật xong thì bác sĩ cũng có khuyến cáo với con là nếu mà vợ chồng con mà muốn có con thì cần phải thực hiện ngay, sớm càng tốt. Nếu không là bác sĩ cũng không có đảm bảo được là chắc là polyp nó sẽ mọc trở lại và nó sẽ cản trở cái việc thụ thai á. Trong cái thời gian đấy thì con cũng rất là lo lắng, hai vợ chồng cũng rất là buồn phiền, dù trong gia đình cũng có bắt đầu xảy ra những cái bất hòa
Trong cái thời gian đó thì con cũng có biết đến đạo tràng Phật tử Xá Xứ Chùa Ba Vàng, thì con cũng xin vào đạo tràng tu tập. Thực ra thì biết đến đạo tràng thì là vào cuối năm 2020, nhưng mà con đã biết đến chùa, biết đến sư phụ, biết đến cô từ nhiều năm trước rồi. Vì là nhân duyên hè năm 2019 thì con nhờ cái sự trợ duyên của đạo tràng Minh Long Trường Chinh năm ấy thì con đã được về chùa quy y Tam Bảo này, được tu bát quan trai giới một ngày một đêm này, tôi lại còn được làm công quả và được hỗ trợ ở khóa tu mùa hè năm đó. Sau cái nhân duyên về chùa năm 2019 đấy thì con hàng ngày thì là con vẫn nghe pháp, nghe giảng pháp của sư phụ, nghe trạch pháp của cô hàng ngày luôn, nó như là những cái món ăn tinh thần hàng ngày của con ấy. Con hiểu hơn được về nhân quả nghiệp báo, con cũng hiểu rằng là cái bệnh của con nó cũng chính là cái quả báo mà con phải trả, do là nhiều đời nhiều kiếp thì con đã làm cái việc bất thiện, làm khổ chúng sinh. Năm trước khi vào đạo tràng thì con cũng rất là biết sám hối, con hay theo dõi các trang web của cô, thì con cũng đọc các cái trường hợp cô hướng dẫn cho các bạn ở trên đó, thì con cũng có biết, thì con làm theo, con sám hối hàng ngày, con lễ Phật như cô chỉ dạy là 49 ngày, mỗi ngày lễ 108 lễ, rồi con cũng tải các cái bài số 8, con tự tu chỉ đến khi mà vào đạo tràng, được tu tập chuyên nhất tại chùa, được nương tựa Tam Bảo, nương tựa vào sự chỉ dạy của sư phụ cùng đại tăng và sự hướng dẫn sắp đến của cô, thì cái nghiệp khó có con của con mới được thực sự là được chuyển hóa. Khi mà vào đạo tràng thì nhân duyên là con lại được sự được mọi người tín nhiệm, thì được bầu làm đạo tràng trưởng, thì con luôn luôn cố gắng trong cái khả năng của mình, hết sức là luôn luôn là cố gắng làm phận sự, mà ban ngày thì đi làm, tối về sau khi xong các cái công việc gia đình phải đến thường là 10 rưỡi 11 giờ đêm mới có thể bắt đầu tu tập và làm phật sự, thường là làm đến 1 đến 2 giờ sáng luôn ấy, tức là cố gắng. Sau đó thì ngoài cái việc tinh tấn tu tập đó thì con cũng xin đăng ký hồi hướng công đức lục hòa của câu lạc bộ cho cái nghiệp khó có con của con, và rất là vi diệu chỉ sau có 2 tháng được hồi hướng thôi, thì từ khi mà đạo tràng thành lập là khoảng tầm cuối năm 2020 thì đến tháng 1 năm 2021 là con đã biết là mình có tin vui rồi, rất là bất ngờ, còn không nghĩ là có thể chuyển được nhanh như vậy, là rất là hạnh phúc. Và cái ngày mà con đi mua que thử thai ấy, nó cũng rất là đặc biệt, là hôm đấy là con chỉ có ra hiệu thuốc để mới mục đích là mua vitamin vitamin để uống để tăng cái sức đề kháng thôi, tại vì sức khỏe được đấy nó cũng không tốt, tại trong đầu con tự nhiên là cứ kiểu có ai nhắc ấy, là mua que thử thai đi, thử cho vui đi, thử để mà biết thôi. Thế là con ra thì con mới hỏi cái chị dược sĩ là: chị ơi, em mà có thai thì em có uống được vitamin không? Thì chị ấy bảo là không nên uống mà cần phải thử thai trước thì mới uống vitamin. Xong rồi chị cứ hỏi đi hỏi lại con là cái cuối cùng là có mua vitamin không hay là thử thai trước. Thì con mới bảo thì chị là em mua cả vitamin cả que thử thai, em mua que thử thế thôi, thử cho biết thế thôi, chứ em cũng không mang thai đâu, vì cũng đã nhiều lần con thử mà không có kết quả gì rồi, nên là cái lần này con thử chỉ là với cái tâm trạng là của mình thử thử thế thôi, chứ còn cũng không có hy vọng gì cả, nên là đang định cầm cái que thử thai vứt vào sọt rác thì con không ngờ là nó lại là lên 2 vạch. Rồi con hạnh phúc quá mà con òa khóc trong nhà vệ sinh, xong con chạy ra con nhắn tin luôn vào trong nhóm của đạo tràng là: ôi mọi người ơi, em 2 vạch rồi, em có bầu rồi, em được chuyển nghiệp rồi. Mà lúc đấy là ngay lập tức con báo tin là những người đầu tiên con báo chính là các bạn hữu ở trong đạo tràng. Và đến lúc về sau thì khi mà chồng đi về thì con mới cho chồng biết, thì chồng cũng cũng không tin luôn. Mấy tháng trước đó thì 2 vợ chồng cũng không hề có kế hoạch gì và cũng không có dùng cái thuốc gì để mà hỗ trợ trong cái việc mang thai đâu ạ, mà trong rồi lại 4 tháng trời trước đó là 2 vợ chồng cật lực sửa nhà rồi tự sửa các thứ, thì sức khỏe nó rất là mệt mỏi, mà cũng không ngờ nghĩ là nó lại đậu thai được cơ ạ, nên là rất bất ngờ và nhiệm màu, và cái niềm vui nó được nhân đôi khi mà con siêu âm thì bé thứ hai lại là bé gái, rất là hạnh phúc, và vợ chồng con rất là vui, mà đặc biệt là chồng con, bởi vì là con đầu là con trai, xong con thứ hai lại là con gái, thì đúng như là mong muốn của chồng, là chồng đi khoe khắp nơi tự hào
Nhờ cái nhân duyên đấy mà con thấy là cuộc sống của hai vợ chồng cũng cũng thuận hòa hơn, rồi cũng thấu hiểu nhau hơn, và đặc biệt là cái việc tu tập của con thì nó cũng thuận duyên hơn, ít bị cản trở hơn. Hiện tại thì đây ạ, con vừa đấy. Dạ, con gái con vừa mới đầy tháng đấy, con mới vừa mới làm đầy tháng con cách đây 2 ngày đấy. Chúc mừng hai mẹ con nhé, chúc béo khỏe này, ngoan này, thông minh này, rồi hay ăn chóng lớn này, rồi thành người đệ tử Phật xuất sắc nhá. Rồi quý quá. Nhờ sự gia ân của Tam Bảo mà con gái con cũng ăn tốt, ngủ tốt, phát triển tốt, sức khỏe của con hiện nay thì cũng đã bình phục rất là nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với lần sinh thứ nhất. Đấy, các quý đạo hữu thấy không? Vào đạo tràng cái là làm ban cán sự luôn, vào cái là làm đạo tràng trưởng luôn. Các quý đạo hữu thấy là công đức của đạo tràng trưởng tuy rằng thức hơi muộn một chút nhưng mà cái công đức lại phát sinh ra nhanh, phải không các quý đạo hữu? Tức là sở cầu như ý, sở nguyện tùng tâm, khi chúng ta có phước báo, khi chúng ta có công đức, các quý đạo hữu ạ. Đấy, sự tinh tấn của chúng ta nó đem lại cái kết quả vi diệu, phải không các quý đạo hữu? Đấy, đạo hữu phương ấy, giờ này ngồi họp mà vẫn còn con bé ở trong lòng đấy các quý đạo hữu ạ. Mà thấy tinh tấn không? Đây nó là cái phước báo từ cái pháp lục hòa mà nó sinh ra đấy các quý đạo hữu ạ. Từ cái lòng tin thì đạo hữu Phương đã có một cái duyên lành từ trước, đó là được về chùa từ lúc còn về Việt Nam chơi là 2017, phải không? Thế rồi lại còn 2019 à, chính là 2019. đợt bão mạng đấy ạ. À, chính chính đợt bão mạng. Thế cho nên là trong một việc có người đi lên và có người đi xuống. Có ở trong kinh Pháp Cú ấy, có câu chuyện của hai người lái buôn. Các quý đạo hữu ạ. Hai anh chàng lái buôn này mới đến nghe Đức Phật giảng Pháp. Thì một anh chê bai, các quý đạo hữu ạ. Còn một anh thì tán thán. Thế thì sau cái kết quả cuối cùng thì cái anh chê bai đấy, sau gặp một cái tai nạn là bị đàn ngựa ấy, nó đi qua nó nghiến chết mất. Còn cái anh tán thán thì sau được lên làm vua. Thế ở trong đạo tràng Phật tử xa xứ Âu Mỹ thì Phật đạo tràng trưởng là Hoàng Thị Minh Phương cũng biết đến trong cái vụ bão mạng của chùa thì được cái phước báo là có lòng tin rồi tinh tấn tu tập để thành đạo tràng trưởng của đạo tràng Âu Mỹ. Trong có hơn 2 tháng đã chuyển được cái nghiệp của mình. Thế còn từ đó, từ cái lúc mà chuyển nghiệp ấy thì Phương thấy là cái bệnh polyp của mình ấy thì trong cái quá trình mang thai ấy nó có gây cản trở gì không? Dạ, lúc đầu thì bác sĩ cũng có sợ là polyp nó có thể ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng mà trong quá trình mang thai thì con có tu tập bài tám, con hồi hướng và không hề có bất cứ cái dấu hiệu gì về polyp ảnh hưởng đến thai nhi. Trong khi mang thai thì cũng không thấy bác sĩ cảnh báo gì về cái polyp cả, chỉ khám thai là bình thường. Thế mà lúc trước thì có bao nhiêu tháng mà nó đã mọc lên rồi? Con thấy là cứ khoảng 1 năm, 6 tháng đến 1 năm là nó đã mọc trở lại. Liên tục là trong vòng 2 năm là con phẫu thuật 2 lần thì cũng trung bình là khoảng 1 năm. Đấy, thế mà từ đấy đến giờ là mang thai bé là 9 tháng rồi, xong lại đẻ bé được 1 tháng là 10 tháng rồi, mà bác sĩ không cảnh báo gì thì chúng ta mong rằng nó sẽ không có nữa, không xuất hiện nữa, không có mặt đồng hành với chúng ta. Nếu nghiệp tiêu thì nó tự sẽ tự tiêu thôi mà nhé. Có quý đạo hữu thấy có vui không? Rất là vui. Nên chúng ta là những người mà ngày nào cũng sinh ra phước báo vì chúng ta trải nghiệm được Phật pháp bằng chính mình tu tập. Các đạo hữu khác cũng tu tập, cũng chuyển nghiệp. Thế là chúng ta sẽ dần dần vào đến gọi là chứng được pháp nhãn ấy. Các quý đạo hữu, pháp nhãn tức là người có lòng tin kiên cố vào chính pháp, không bị lạc vào tà kiến nữa. Các quý đạo hữu, không lạc vào tà kiến nữa, tức là người này có đầy đủ lòng tin đối với nhân quả, đối với pháp giải thoát của Phật, đầy đủ lòng tin thì được gọi là người chứng được pháp nhãn nha các quý đạo hữu ạ. Với chúng ta thì bây giờ chúng ta chắc chắn là chẳng có ai tin cái gì ngoài giáo lý nhân quả nữa rồi, phải không các quý đạo hữu? Bởi vì chúng ta đã là người thực hành, cho nên không biết rằng ai ở trong số các đạo hữu ở trong câu lạc bộ Cúc Vàng, có khi chúng ta lại cứ những Phật tử mà chính thức ấy, mà tinh tấn ấy, chắc chắn là việc chứng pháp nhãn không phải là khó, phải không các quý đạo hữu?
Chúng ta không bao giờ lạc vào tà kiến khi chúng ta có đầy đủ lòng tin bằng sự kiểm chứng, bằng sự thực hành của mình, trải nghiệm Phật Pháp của mình. Tâm Chiếu Hoàn Quán rất là tùy hỷ Phật tử Hoàng Thị Minh Phương đã tự mình có lòng tin, tự mình tinh tấn làm đạo tràng trưởng, mà bây giờ làm đạo tràng trưởng trong suốt quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày vẫn tu tập như thế, vẫn phận sự như thế, mà vẫn công ăn việc làm như thế, đâu có được nghỉ đâu, phải không Phương? Thế mà có một cái kết quả tươi đẹp như thế này thì Tâm Chiếu Hoàn Quán hy vọng rằng tất cả các Phật tử hãy nhìn Phật tử Phương làm tấm gương để cho mình không bao giờ bị thối thất tâm Bồ Đề, hay là không bị phiền não Bồ Đề nữa nhé. Tức là luôn luôn nghĩ rằng là tôi phải việc này, tôi phải việc kia, tôi không thể giúp mọi người được đâu, tôi không thể làm vận sự được đâu. Đây nhá, vừa chữa, vừa đẻ, rồi con một tháng đây, vẫn ở đây làm vận sự đấy, mà vẫn đều đặn các công việc. Còn lúc chúng ta đẻ rồi thì có đạo hữu của chúng ta làm giúp, phải không quý đạo hữu? Nhưng chúng ta cứ tùy hỷ là được, phước nó vẫn tăng lên hàng ngày nhé. Tâm Chiếu Hoàn Quán rất tùy hỷ và tán thán đạo hữu Phương, lấy một sự minh chứng cho cái việc mà nhân tốt thì quả tốt, không sợ gì lo rằng là chữa đẻ không thể tu được, không thể có cái điều đó xảy ra nhé. Rất tùy hỷ các đạo hữu. Con xin được tri ân trên sư phụ cùng đại tăng, con tri ân cô, con xin tùy hỷ và tán thán và tất cả các đạo hữu ở trong câu lạc bộ Cúc Vàng đã cùng nhau tu tập và lục hòa để hồi hướng công đức cho nghiệp của con. Và con cũng xin tùy hỷ và tán thán tất cả các đạo hữu trong đạo tràng Phật tử xa xứ lớn, cũng như là các đạo hữu trong đạo tràng Phật tử xa xứ Âu Mỹ cùng ban cán sự đã luôn trợ duyên cho con để con có thể tinh tấn làm thật sự. Con rất là cảm ơn mọi người ạ. Nam mô Phật, cảm ơn mọi người. Kính thưa quý đạo hữu, đó là đạo hữu Phương hồi hướng công đức lục hòa và cũng đăng ký hồi hướng công đức lục hòa trên câu lạc bộ, phải không? Đấy, cho nên rất là lợi ích nhé. Thì mong rằng pháp lục hòa trụ mãi ở thế gian để làm lợi ích cho chúng sinh và để cho mọi người được bớt khổ nhờ pháp lục hòa nha các quý đạo hữu nhé. Dạ vâng ạ, con xin cảm ơn cô và xin cảm ơn chị Phương. Cũng xin chúc cho chị Phương cùng em bé và cả gia đình sẽ luôn sống trong ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp. Và xin chúc cho các quý đạo hữu sẽ luôn tinh tấn trong Pháp Lục Hòa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Chào em bé nhé, chào hai mẹ con nhé.